Sau một thời gian ngắn, giá xăng A95 nhập từ Singapore rớt mạnh xuống 151 USD một thùng, thì liên tiếp hai ngày gần đây, giá xăng đã tăng mạnh. Theo Bộ Công Thương, hiện giá xăng nhập đã leo trở lại mức 156 USD một thùng. Xét về bình quân giá, giá xăng nhập thời gian qua cũng không quá cao so với kỳ điều chỉnh xăng trước đó. Do đó, khả năng giá xăng vào ngày mai có thể giảm nhẹ hoặc đi ngang nếu cơ quan quản lý nước xả quỹ bình ổn. Đây cũng sẽ là động thái tích cực tạo ra tâm lý giảm đi kỳ vọng lạm phát. Tuy nhiên, sức ép giá xăng trong nước vẫn còn nguyên. Nguyên nhân giá dầu thô toàn cầu chưa có dấu hiệu suy giảm. Nguồn cung dầu tiếp tục bị thắt chặt do các lệnh trừng phạt của phương Tây với Nga. Trong khi đó, các thành viên OPEC dù có năng lực để bù đắp cho nguồn cung bị mất từ Nga, chưa có quyết định tăng sản lượng. Trả lời hãng tin CNBC, ông Hiroyuki Kikukawa, tổng giám đốc công ty nghiên cứu thị trường CNN, Nissan Security đánh giá, giá dầu có thể sẽ duy trì lên mức 110 USD một thùng nếu như nguồn cung vẫn bị thắt chặt như hiện nay. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về pho@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn.